Dư Quyên xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN và đặc biệt là các cháu thiếu nhi Hùng Sự Ca. Kính thưa quý vị, trong những tuần lễ vừa qua thì chúng tôi đã gửi đến quý vị những thí sinh tuổi từ 3 cho tới 18 tuổi và các em đã trình bày những nhạc phẩm trong DVD Hùng Sự Ca do Trung tâm Asia phát hành, cũng như là hai nhạc phẩm Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang và nhạc phẩm Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ. Chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Chào chị Ngọc Đăng Thanh. Chào Dư Quyên và Ngọc Đăng Thanh, xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN. Và ngày hôm nay thì đặc biệt trở lại với chương trình, chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị nhạc phẩm Anh Là Ai do em Anthony Phan gửi đến quý vị sau đây. Xin hỏi anh là ai? Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Anh Là Ai qua sự đàn piano biểu diễn và hát bởi cháu Anthony Phan. Không biết là chị Ngọc Đăng Thanh nghĩ như thế nào qua cái sự trình bày cũng như là trình diễn của em Anthony? Em cũng có sự cố gắng là vì cái khó của em là em vừa đàn mà em vừa hát nữa. Vâng. Nhưng mà cái ao của em, cái ao khi mà em đờn để mà em rải, để mà chấm dứt của cái bài thì em đánh cái đàn, cái chỗ cái ao đó rất là đẹp. Hay. Vì có thể là em đã nghe cái nhạc phẩm này rất là nhiều lần, có thưa chị, tại vì đây là cũng là cái hòa âm mà chúng ta đã nghe trước đây. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng đã hòa âm nó lại rồi đánh cái piano rồi có tiếng trống theo. Cho nên từng cái melody mà của em đánh á, thì nó cũng tự tự giống như vậy. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm kế tiếp của Việt Khang, đó là nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu qua sự trình bày của em Nguyễn Ngọc Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Sau đây con xin hát bài Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã bỏ cùng rồi. Ôi cuộc đời ngày sau càng nữa khói. Mẹ Việt Nam đau tông câu sớt dài nhìn đời người làm khang. Thưa quý vị, và đó là nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu qua sự trình bày của em Nguyễn Ngọc Dung. Chị Ngọc Đăng Thanh nghĩ sao qua cái nhạc phẩm vừa rồi em vừa mới hát thưa chị?
Em rất là có lòng, em cũng đã cố gắng trong cái sự trình diễn của em, bằng chứng là em diễn xuất rất là mỗi một cái câu hát khi mà diễn tả lên biết như thế nào để mà em giơ lúc nào giơ bàn tay lên, và em nói chung là em diễn rất được. Nhưng mà về cái voice của em á, khi mà em cho ca để mà đúng theo cái âm điệu đó thì em hát chưa được. Đó cũng là cái sự cố gắng của em. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi sẽ được mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi, đó là nhạc phẩm Triệu Con Tim. Em Elizabeth Hằng sẽ đàn piano gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, vừa qua là nhạc phẩm Triệu Con Tim do em Elizabeth Hằng đàn piano. Chị Ngọc đang thanh nghĩ như thế nào khi mà cháu trình tấu piano một cái đoạn khúc như vậy? Cái thấy cái bài để viết ở trên đó là tự tự các em đã tự nghe và viết lấy ra để viết cái Vâng. song pha lên. Dạ vâng. Theo chị thấy thì có thể là gì, khi mà em đánh đờn cái vocal đó, em nghĩ rằng nghe theo cái cách hát của những ca sĩ đó, thành ra em đánh cũng theo từng nốt nhạc đó chứ em không có fantasy. Đúng. Tại hay là em nghĩ rằng cái bài này nó là một cái bài nhạc hùng hồn thì mình không được quyền fantasy để cho nó lả lướt. Thì theo chị thấy là đây cũng là cái sự cố gắng của em. Dạ vâng. Và tại vì em đã tự mình viết ra những cái nốt đó để em tự đàn. Tự viết hợp Và âm, tự ghi đúng chép rồi. lại. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Văn Thanh. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh, sẽ gửi đến quý vị cho một nhóm Nightingale. Và sau đây mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh.
Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh do nhóm Nightingale trình bày. Và chị Quyên có nói với chị Ngọc Đăng Thanh đó, nếu mà nhìn kỹ chúng ta đếm thấy có 7 em trong nốt nhạc, thì chúng ta có Do Re Mi Fa Sol La Si, thì 7 em không biết là vô tình hay là cố ý mà các em chọn 7 em trong cái nhóm này, thưa chị Ngọc Đăng Thanh. Dạ, đứng thập sắp xếp và theo dạ vâng, theo cái đội hình đàng hoàng. Chị Ngọc Đăng nghĩ như thế nào khi mà các em trình diễn nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh? Rất là cảm động. Khi mà chị Thanh thấy là từ các em hai bên lớn rồi các em nhỏ ở giữa chắp tay lại như thế này mà đứng ca một cái bài hát một cách trang trọng như thế, chị Thanh riêng cá nhân thì rất là cảm động. Và các em trình bày cũng hay, nhất là khi đàn piano mà đàn để mới phía trong á, có những đoạn mà phải ngưng để cho các em hát rồi mới đi theo. Thành ra có một cái sự chuẩn bị sắp xếp rất kỹ lưỡng trong cái việc trình diễn của các em. Cảm ơn chị Ngọc Đăng Thanh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ được gửi đến quý vị vào mỗi ngày thứ Bảy vào lúc 10 giờ sáng giờ California và sẽ được chiếu lại vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Mời quý vị cùng với chúng tôi tiếp tục giữ chương trình Thiếu Nhi Hùng Sử Ca để gửi đến cho các em cũng như quý vị phụ huynh một cái chương trình đầy hữu ích. Và chúng tôi cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp của đài truyền hình SBTN. We'll be right back.